Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ trẻ mầm non tử vong trên xe ở Thái Bình, khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên. Vụ trẻ em mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe, sau khi khởi tố cô giáo đưa đón, cơ quan tố tụng Thái Bình khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên phụ trách lớp. Cụ thể, Công an tỉnh Thái Bình vào chiều 31 tháng 5 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã quyết định mở rộng điều tra vụ án vô ý làm chết người và ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Theo đó, Công an khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, 59 tuổi, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tài xế, về tội vô ý làm chết người quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Ngoài lái xe, công an còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai cô giáo phụ trách lớp là Nguyễn Thị Phương, 58 tuổi, trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, và Đoàn Thị Nhâm, 26 tuổi, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn. Hiện vụ án đang được lãnh đạo công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, như Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, cơ quan công an thành phố Thái Bình đã bắt khởi tố Phương Quỳnh Anh là cô giáo phụ trách đưa đón trẻ mầm non của trường mầm non Hồng Nhung 2 do liên quan đến việc trẻ mầm non tử vong ở trường mầm non Hồng Nhung 2 do bị bỏ quên trên xe. Kết quả xác minh ban đầu, công an thành phố Thái Bình cho thấy, khoảng 6 giờ 20 sáng 29 tháng 5, ông Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, ông Lâm mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông Lâm điều khiển xe ô tô đổ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường. Để theo dõi quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ chiều, anh Teria là cậu ruột của cháu H đến đón mới phát hiện cháu mình bị bỏ quên trên xe. Mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đã nguy kịch. Đưa vào viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định cháu bé đã tử vong ngoại viện. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó nhận định cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn, sức lực cháu suy kiệt kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp. Cũng liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình đã có báo cáo bước đầu, theo đó người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông Lâm. Từ ngày 22 tháng 5, chiếc xe đưa đón 29 chỗ là do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Cũng theo báo cáo này, bố mẹ đi làm xa nên bé H ở nhà với bà ngoại tại khu đô thị 4 năm, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư. Khởi tố cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe ở Thái Bình. Sau khi bắt khẩn cấp, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã khởi tố Phương Quỳnh Anh, cô giáo đưa đón trong vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe tại trường mầm non Hồng Nhung 2. Cụ thể, ngày 30 tháng 5, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, 38 tuổi, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2, về tội vô ý làm chết người. Phương Quỳnh Anh đã bị bắt khẩn cấp trước đó, không lâu sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình khởi tố để điều tra vụ án vô ý làm chết người trong vụ việc một trẻ mầm non tử vong ở trường mầm non Hồng Nhung 2 do bị bỏ quên trên xe. Kết quả xác minh ban đầu của công an thành phố Thái Bình cho thấy, khoảng 6 giờ 20 phút sáng qua, 29 tháng 5, NVL, tên viết tắt, điều khiển xe ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh đón cháu H và 9 học sinh khác đi học. Khi đến trường, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó anh L điều khiển xe ô tô đổ ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi. Quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ chiều, anh T, DA, tên viết tắt là cậu ruột của cháu H, đến đón thì mới tá hỏa cháu mình bị bỏ quên trên xe. Mọi người phá cửa xe thì phát hiện cháu đã nguy kịch, đưa vào bệnh viện cấp cứu thì cơ quan y tế xác định cháu bé tử vong ngoại viện. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó nhận định cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết thì nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp dẫn tới suy hô hấp, cũng liên quan đến vụ việc. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã có báo cáo bước đầu. Theo đó, người lái xe chính xin nghỉ phép một tuần và bàn giao lại cho lái xe mới là ông L từ ngày 22 tháng 5. Chiếc xe đưa đón 29 chỗ là do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ. Cũng theo báo cáo này, bố mẹ đi làm xa nhà
nên bé hát ở với bà ngoại tại khu đô thị 4, 5 xã Minh Quang, huyện Vũ Thư. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình. Sự việc một trẻ em mầm non 5 tuổi tử vong sau khi bị quên trên xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung 2 ở Thái Bình trong 11 giờ đồng hồ đã khiến cộng đồng các bậc phụ huynh bàng hoàng và lo lắng. Mặc dù mỗi năm ngành giáo dục luôn đề nghị các trường kiểm tra lại quy trình đưa đón, những vụ việc đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 5, vụ việc bé mầm non bị quên suốt một ngày trên xe gây chấn động dư luận. Cộng đồng phản ứng dữ dội về sự thiếu trách nhiệm của những người liên quan trong quy trình đưa đón, bao gồm tài xế, cô giáo phụ trách, giáo viên chủ nhiệm và ban quản lý trường. Nhiệm vụ của cô giáo phụ trách bao gồm kiểm đếm học sinh sau khi xe đến trường và tài xế mở cửa để đảm bảo mọi học sinh được bàn giao đúng lớp. Tài xế cũng phải chắc chắn kiểm tra xe sau khi tắt máy để không có trẻ nào ngủ quên. Người có kinh nghiệm cho rằng do ghế xe thường cao hơn đầu các em mầm non và học sinh tiểu học, tầm nhìn từ phía trước có thể bị khuất. Vì vậy, người phụ trách thường ngồi ở hàng ghế cuối và cần đi qua toàn bộ xe để kiểm tra mỗi khi học sinh xuống xe. Đối với giáo viên chủ nhiệm, buổi sáng cần thực hiện điểm danh. Nếu có học sinh vắng mặt đã được bố mẹ thông báo thì không sao, nhưng nếu vắng mặt không lý do, cần liên hệ với phụ huynh để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, trong vụ việc tại Thái Bình đã có sự sa sút trách nhiệm nghiêm trọng của các cá nhân trong chuỗi quy trình đưa đón, dẫn đến cái chết thương tâm của một đứa trẻ vô tội. Trên thực tế, đã có nhiều sự cố trẻ bị quên trên xe đưa đón. Ví dụ, vào năm 2019, một trẻ lớp 1 của trường Gateway ở Hà Nội cũng tử vong sau khi bị bỏ quên cả ngày. Cùng năm đó, một trẻ mầm non 3 tuổi may mắn sống sót sau khi bị quên trên xe suốt 9 giờ nhờ xe đổ dưới bóng cây và cửa sổ xe được hạ một chút. Năm 2020, một học sinh lớp 3 của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm ở Hà Nội cũng bị quên trên xe gần 1 giờ vì ngủ quên và giáo viên phụ trách xe đã không kiểm tra kỹ. Một sự cố tương tự xảy ra năm 2023 tại trường tiểu học Archimedes ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi một học sinh ngủ quên sau chuyến dã ngoại và chỉ tỉnh dậy nhờ có điện thoại để liên lạc với mẹ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!